vua xe số mới của Yamaha ra mắt, trang bị ăn đứt Honda Way Alpha và ZSX, giá bán lấn át Future. Tân binh xe số của Yamaha hoàn toàn áp đảo sở hữu trang bị vượt trội so với Honda Way Alpha và ZSX, hứa hẹn sẽ gây sốt hơn cả Honda Future. Yamaha vừa giới thiệu mẫu xe số hậu duệ của Krypton X135 đỉnh đám một thời, tại thị trường Hy Lạp. Tân binh này có tên gọi Yamaha Krypton S2024. Trên thực tế, mẫu xe mới này chính là Yamaha Jupiter Fin được phân phối tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, Krypton S2024 đã được Yamaha Hy Lạp loại bỏ toàn bộ các chi tiết tem để tối giản hóa diện mạo bên ngoài của chiếc xe. Để làm nổi bật nhãn hiệu Krypton S, chiếc xe này chỉ dùng tem nổi trên nền dàn áo nhám sần giống như đàn anh Krypton X135 từng làm mưa làm gió trên thị trường. Giống như các mẫu xe số khác của Yamaha, Krypton S2024 chưa được nâng cấp lên công nghệ chiếu sáng LED, mà vẫn sử dụng bóng sợi tóc halogen ở mọi vị trí đèn. Trong khi Jupiter Fin tại thị trường Việt Nam tích hợp luôn xi nhan vào đèn hậu, thì để thích hợp với tiêu chuẩn lưu hành ở Hy Lạp, mẫu xe Yamaha Krypton S2024 lại có xi nhan rời. Yamaha Krypton S2024 vẫn sử dụng đồng hồ analog với thiết kế tối giản. Tuy nhiên, bảng đồng hồ này lại có số to rõ nên có ưu điểm là giúp người dùng dễ dàng quan sát các thông tin vận hành cần thiết. Ở phía trước, Yamaha Krypton S2024 còn được nhà sản xuất trang bị hộc đựng đồ nhỏ có thể để vừa chai nước cực kỳ tiện dụng. Bên dưới yên xe, Yamaha Krypton S2024 có cốp chứa đồ sâu và rộng rãi cùng với bình xăng dung tích 4 lít. Với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 2,25 lít trên 100 km, bình xăng này cho phép chiếc xe di chuyển được quãng đường lên tới 160 km khi đổ đầy nhiên liệu. Cả hai bánh của Yamaha Krypton S2024 đều sử dụng bộ vành 17 inch, đi kèm lốp trước 79mm-17 và lốp sau 89mm-17. Hệ thống phanh của mẫu xe số này sử dụng phanh đĩa ở bánh trước và phanh sau dạng tăng trống. Để rút ngắn quãng đường phanh, mẫu xe này còn được cung cấp công nghệ UBS đạp phanh sau ăn phanh trước. Để làm tăng thêm vẻ thể thao cho thiết kế tổng thể của Yamaha Krypton S2024, mẫu xe này được nhà sản xuất trang bị hệ thống nhôm sên đĩa sau dùng tre sên trần thay vì hộp sên. Đây cũng là điểm khác biệt rõ rệt của Yamaha Krypton S2024 so với người anh em Jupiter Fin. Sức mạnh của Yamaha Krypton S2024 tới từ khối động cơ dung tích 114cc, phun xăng điện tử phi. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9 mã lực tại 7.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 9,1 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Sức mạnh này chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Honda Way Alpha và Way ZSX. Tại thị trường Hy Lạp, Yamaha Krypton S2024 được bán với mức giá niêm yết 2.370 euro, tương đương khoảng 59,8 triệu đồng, cao hơn khá nhiều so với Honda Future.